Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 2, hơn 940.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết dài. Nhìn chung, hoạt động của các nhà trường đã nhanh chóng ổn định, thầy cô và học trò khẩn trương bắt nhịp ngay với việc dạy và học. Tại thành phố Thanh Hóa, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường sau kỳ nghỉ Tết đạt 90%, các cấp học còn lại đạt 99%. Ghi nhận chung tại các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, các trường tổ chức chào cờ nhắc nhở học sinh ổn định nền nếp học tập và bước ngay vào những tiết học đầu tiên. Buổi học đầu tiên của năm 2024, nhà trường tổ chức sinh hoạt dưới cờ với mục đích là động viên khuyến khích các em và chấn chỉnh nề nếp, đưa các em vào học tập theo quy lát của nhà trường. Với mục tiêu năm học 2023-2024 là giữ vững về vị trí top đầu về chất lượng giáo dục. Đối với bậc học mầm non và tiểu học, ngày đầu tiên trẻ đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài, nề nếp sinh hoạt, học tập của trẻ có thể chưa ổn định, nên các nhà trường dành nhiều thời gian hơn để các con làm quen với nề nếp, tạo hứng khởi cho các em trong những ngày học tiếp theo. Một cái điều rất là phấn khởi đó là 100% học sinh quay trở lại trong ngày hôm nay. Và các bạn ấy cũng rất là vui vẻ, cũng như là phụ huynh cũng rất phấn khởi sau khi mà nghỉ Tết cho con đi học quay lại. Trong không khí vui tươi của mùa xuân, thì nhà trường cũng đã tổ chức một số các cái hoạt động cho trẻ, như là tặng bao lì xì, tổ chức làm tranh Tết, một số các cái trò chơi vận động tại các khu vui chơi cũng như là hoạt động tại sân trường. Trong ngày hôm nay, các trường mầm non và tiểu học đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý học sinh, nhanh chóng ổn định nền nếp học tập sau kỳ nghỉ Tết.